cây nó vẫn bị phản phản ánh sáng, phản ánh sáng quay không được. Lúc này núi nhiều, này đi qua núi nhỉ, đúng qua núi. Bé này ngủ ngon quá nhỉ. Qua đi vào đi ra ngay làm sao chả mệt, mà thành phố sau này về ngay, đi trong ngày. Em làm ở Quảng Ngãi này, em làm ở Sài Gòn nè. Quá đẹp, chụp đẹp hơn là quay, quay thì nó có chỗ quay được chỗ quay không được. Nó có nhiều cây quá, nhiều cây thoáng hơn. Nào thoáng này vào núi này, ôi chỗ này núi nhiều. Cái gì nhỉ? Nó bắt cá đây, nó thẻ giống như thẻ lưới bắt cá rồi vậy. Sát này kỳ công anh, đục biết bao nhiêu cái núi. Để cho đục núi đâu phải dễ đâu. Đục núi phải qua, phải qua mìn phá. Phá mìn. Phép nó làm đấy chứ. Wow, đẹp quá. Wow, quang cái này quang mới đẹp. Quá đẹp. Giờ nó cao được quay rồi. Đẹp chưa? Đẹp quá. Nó đẹp. Tài nguyên thiên nhiên quá nhiều mà cứ nghèo nhỉ. Rừng vàng biển bạc đất tình yêu. Các nước anh em, các nước anh em giúp đỡ nhiều con người cần cù. Tư duy lãnh đạo sai. Nước nghèo hèn. Đẹp quá. Qua mưa to. Mưa to à? Đâu đâu mới Sài Gòn ấy mưa mà. Để đi sắt lúc vào mùa mưa này. Đẹp. Đẹp quá. Bẹt núi đi mở được. Đây là công sức. Đây núi không đây. Núi á. Bẹt thì phải đánh bom, đánh mìn. Mìn đánh mìn thì phá ra. Đây là mình chuẩn bị là chui vào hầm này. Chui vào hầm ô tô thì nó đi nằm ven
Thank you.
sắp mưa đấy. Cái thiên nhiên tạo ra được chứ con người làm sao nào vậy như này. Mưa. Đây có nhà máy bánh kẹo nhỉ? Đường có nhà máy bánh kẹo đấy nhỉ? Đấy nó chỉ có nhà máy đường, nhà máy kẹo, còn cái nhà máy thì nó không có gì à? Bản máy này chỉ có nhà máy đường, nhà máy bánh kẹo đấy. Có nhà máy công nghiệp gì đó. Nhiều chứ anh, dầu khí khu công nghiệp Trung Quốc lớn lắm nha anh. Lớn lắm. Đầu tư không biết bao nhiêu tỷ đô vào đó mà. Đất là của thằng Nga giúp đỡ. Không, của mình, những Nga thì phải nghe. Của mình. Nhưng mà phải có chuyên gia nước ngoài chứ. Không, mình thuê. Lọc dầu, đấy là lọc dầu đúng không? Mình lọc dầu, mình thuê giống như bây giờ. Em xây nhà thuê anh làm đi em. À. Như vậy. Bây giờ dầu nó trả từ Vũng Tàu về. Vâng. Dầu thô trả từ Vũng Tàu về. Lọc. Bây giờ nó đâu còn tư duy mà viện trợ đâu, bây giờ tư duy tất cả là đất mua bán. Hai bên cùng có lợi. Nó lợi hết. Thậm chí là bây giờ công nghệ là mình nhập tiền công nghệ tiên tiến châu Âu thôi. Thiên nhiên hùng vĩ thật. Hết núi này đến đồng bằng đấy. Từ khi có dầu khí Dung Quất về là Quảng Ngãi phát triển ghê gớm. Trước là anh thưởng là bí thư của Quảng Ngãi nhỉ, có bắt thưởng đúng không? Biết là lãnh đạo điện tỉnh không biết này. Vậy này cũng không quan tâm đến chính trị, quan tâm đến là em sẽ biết, hiểu không? Cái người mà mình đi bầu cử như thế mà người ta trúng chủ tịch, trúng bí thư là phải có nét phiếu của mình, đúng không? Nhiều khi bảo, tao có bầu vô nó mẹ đâu mà sao nó trúng thủ tướng. Thế là em là kế toán là một doanh nghiệp ở thành phố Quảng Ngãi là nên là ở huyện thành phố. Bây giờ toán tính toán chi đi nhiều quá cho nên đi muộn chồng. Tính toán là vừa thôi. Là phải lớn rộng ra. Công việc khác, ngoài khác. Đó, nó thành cái gọi thói quen nghề nghiệp đấy. Anh tính toán là che quá nó rất là không có. Cái bệnh nghề nghiệp, cái riêng về phòng mấy phòng kế toán, phòng thu chi này tính khó khăn lắm. Phải đúng nguyên tắc. Không đúng nguyên tắc là không được.